Chia sẻ anh em một cây linh sam siêu hoa thác đổ. Đó nè. Cây này phân bố chi tàn khá là đầy đặn. Mình vừa mới bấm tàn phân chi lại cho nó ngay ngắn. Đó. Cây này thì sang chậu cũng hơn nửa năm rồi. Đó. Cái mức độ chi của nó khá đều. Đây nè, đó mình vừa tỉa lại nó đều ngay ngắn không? Cây ép chậu lâu. Cây khi bạn ép chậu lâu cái rễ nó phát triển cho nó cứng chậu thì bắt đầu nó già lại, nó chậm ra đọt thì nó sẽ ra hoa nè. Ra hoa nè các bạn. Đó. Này, nó có những nụ. Thì từ từ về sau dần thì nó sẽ ra nhiều thêm. Lúc mới sang chậu thì nó rễ nó sẽ ăn con chậu, nó sẽ ra đọt non. Một thời gian sau thì nó sẽ, khi mà cái rễ ăn bít chậu thì nó sẽ cảm thấy rễ nó già thì cái tàn nó già. Đó, thì nó sẽ ra hoa. Cây này mình vừa phân chi lúc sáng. Độ già thì tương đối chứ cũng không già lắm. Về cái đó. Về mấy cây mà khi mà ép chậu các bạn. Ép chậu thì anh em mình chú ý là phải bấm tỉa nè, những cái đọt mà nó mọc phượt phượt lên đây. Anh em phải bấm tỉa thường xuyên để không nó đè những cái râm nhỏ ở trong. Nó làm cho cái râm nhỏ ở trong nó bị kín, bị bịt kín, không có nắng rồi nó bị hút dinh dưỡng rồi nó chết. Đó, cây này cũng khá là già nè, hoa miết luôn. Tuy nó hoa không rộ nhưng mà nó điểm điểm trên cây nó có rất là, nó có thường xuyên. Đó. Cây này thì mình cũng có thể mình dọn mình bấm lại, nó giống cây kia. Mình phân chia lại mình bấm những cái chi phượt bỏ và mình phân bấm những cái chi mà nó yếu bỏ luôn để lọc mà tạo những cái dâm cái bộ đọt cho nó tàn cho nó mạnh ha. Đó. Cái này từ cái phôi đổ mình làm cũng là lâu, cũng cả 3 năm rồi. Ừ. Chi cành đây không, nó già thấy nó còn những cây mà các bạn nó không già, nó mọc mà nhánh nè lung tung này, như cái này đang nuôi thả nè. Đó, cái này cũng đang nuôi thả. Đó bạn. Đó, mình vừa làm lại bộ râm cho nó. Cái cây thì nhiều gấp cành nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây, cây này mình cũng vừa làm bộ râm cho nó. Còn một số cây này thì chưa rảnh để làm bộ râm. Nó ra phượt lên đây nè. Đó. Thì mình cứ phải tỉa, bấm tỉa thường xuyên để tạo độ già cỗi. Tạo cái độ già rồi cho cây, thì cây thành phẩm là một chuyện rồi nhưng nó phải già nữa nhìn nó mới đẹp các bạn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.